vị, hôm nay thứ Ba, ngày 22 tháng 2 năm 2022, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc gồm 25 tỉnh, thành phố năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, ngoài việc tổ chức hai kỳ họp thường lệ, nhiều tỉnh, thành phố tổ chức kỳ họp bất thường, ban hành nhiều nghị quyết để quyết định nhiều nội dung quan trọng về công tác phòng chống dịch COVID-19 và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Năm 2022, Hội đồng Nhân dân các cấp cần tiếp tục quán triệt, thấm nhuần chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Hội đồng Nhân dân các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Phải đặt và coi đại biểu Hội đồng Nhân dân là trung tâm, chất lượng và hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân quyết định đến chất lượng hiệu quả công tác của Hội đồng Nhân dân nói chung và mọi quyết sách liên quan đến chính quyền địa phương theo thẩm quyền phải lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết và trước hết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hai hội nghị tiếp theo trong tháng 3 năm 2022 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại khu vực miền Trung, thành phố Đà Nẵng vào ngày 7 tháng 3 năm 2022 và khu vực miền Nam, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 21 tháng 3 năm 2022. Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, Thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp mặt và tri ân 119 giáo sư, phó giáo sư, thầy thuốc tiêu biểu trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực y tế cho thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Buổi họp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, chân tình, với nhiều ý kiến góp ý tâm huyết và không ít những chia sẻ đầy xúc động về người thầy thuốc, về công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế cho thành phố Hồ Chí Minh. Phân tích nguồn lực y tế và phân tích cặn kẽ thì nói thật là số lượng bác sĩ mà làm cái tổng quát ở Việt Nam mình có như có thể cực thấp. Và như thế chính chúng ta không có nguồn lực này, không có lực này dẫn đến hệ quả là chúng ta dở trận đây chính là sự quá tải của các bệnh viện tuyến trên. Cho nên tôi nói khi nào chúng ta có đủ bác sĩ tổng quát có năng lực thực sự để giải quyết thì khi đó chúng ta kiểm soát được sự quá tải. Là chúng ta đang đưa 297 bác sĩ về trạm y tế địa phương, là các bác sĩ sợ rằng mình không đủ sức để mà làm việc ở y tế địa phương và mình không biết cái gì về một cái vấn đề mà trong nhà trường không giảng dạy. Bởi vì rõ ràng là làm việc ở trạm y tế sẽ khác làm việc ở các bệnh viện. Các em phải nắm rất nhiều những văn bản, rồi những chính sách chủng ngừa, những chính sách theo dõi bệnh nhân HIV, bệnh nhân lao, rất là nhiều. Tất cả những cái đó tôi biết chắc là các em sẽ không biết. Vì vậy chúng ta phải cung cấp văn bản. Thì cái này chúng tôi nghĩ là nên có sự hỗ trợ của Sở Y tế. Còn nhà trường thì cung cấp kiến thức. Và cái quan trọng mà tôi muốn nói ở đây là phải thống nhất cách làm việc. Chứ không phải trạm y tế này làm như vậy, trạm y tế khác làm như vậy, làm kiểu khác. Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng chia sẻ, qua hơn 45 năm phát triển, thầy thuốc và nhân viên của ngành y tế thành phố luôn đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều thành tựu quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ngày nay, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh có được nguồn nhân lực chất lượng cao, những y bác sĩ hết lòng chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân, phải kể đến công sức và đóng góp của thầy cô, những người vừa là thầy thuốc, vừa là thầy giáo, gánh trên vai hai trọng trách cao cả của xã hội là trồng người và cứu người. Tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi ghi nhận và bày tỏ sự trân quý với những đóng góp của các thế hệ cán bộ quản lý y tế thành phố, các giáo sư, phó giáo sư, thầy thuốc tiêu biểu trong thời gian qua. Các thầy cô luôn là những người lấy đò cần mẫn đưa học trò đến với bến bờ của tri thức. Nhờ công dạy dỗ ấy, các thế hệ thầy thuốc của ngành y tế thành phố
đã vững vàng về chuyên môn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong dịch vừa qua thì chính đội ngũ cán bộ y tế chúng ta đã minh họa qua một cái hành động rất là dũng cảm, rất là nhân văn, xông pha vào tâm dịch để cứu người. Các thầy cô là những người không chỉ truyền kiến thức mà còn có một sự chuẩn bị rất là kỹ cho các thế hệ học trò, để từ đó các thế hệ học trò tiếp nối sẽ trở thành thầy và trở thành những người, những cái tấm gương trong ngành và trong xã hội có một cái sức lan tỏa, truyền những cảm hứng cho xã hội rất là lớn. Đồng chí Phan Văn Mãi khẳng định những trăn trở góp ý về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế sẽ tiếp tục được đưa ra bàn thảo, tìm lời giải trong thời gian tới, đưa công tác đào tạo nhân lực y tế của thành phố tiệm cận trình độ của thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chọn lựa vấn đề, tổ chức nghiên cứu, đưa ra giải pháp để phù hợp với tình hình của thành phố trong thời gian tới. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh mong mỏi trong công tác đào tạo nhân lực y tế, các thầy thuốc tiêu biểu sẽ tiếp tục khẳng định trách nhiệm nghề nghiệp đầy tự hào của mình, luôn đem tâm huyết, kiến thức, kinh nghiệm quý báu chăm lo cho sự nghiệp đào tạo nhân lực y tế, góp phần vào thành công của 6 chiến lược y tế để từng bước thực hiện thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Nhìn lại cuộc chiến với dịch bệnh trong những ngày cao điểm chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh, hàng chục ngàn y bác sĩ, nhân viên y tế đã quên mình chiến đấu giữa muôn vàn khó khăn, từng bước khống chế dịch bệnh, dần đưa người dân thành phố trở về cuộc sống bình thường mới. Trong bản tin sáng nay, chúng tôi mời quý vị cùng đến thăm và chia sẻ những tâm tư từ lực lượng chi viện cuối cùng tại thành phố Hồ Chí Minh. Bước vào trạng thái bình thường mới, 6 tháng qua, huyện Củ Chi tiếp tục duy trì 10 trạm y tế lưu động tại 10 xã, thị trấn. Ngoài nguồn nhân lực cơ hữu và các sinh viên thực tập, đến hôm nay, huyện Củ Chi là địa phương duy nhất đã có 2 lần đón hơn 40 y bác sĩ điều dưỡng từ Bệnh viện Từ Dũ về hỗ trợ. Hơn 40 y bác sĩ xung phong về đây là hơn 40 câu chuyện về sự dấn thân trong đại dịch. Dù khác nhau về chuyên môn, nhưng tự chung ở họ là lòng nhiệt huyết, hy sinh hạnh phúc cá nhân vì mục tiêu chung là đẩy lùi dịch bệnh. Thực hiện mệnh lệnh từ trái tim, bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh tạm biệt gia đình, gửi 2 con gái nhỏ cho gia đình chăm sóc. Chị viết đơn tình nguyện về trạm y tế thị trấn Củ Chi tham gia phòng chống dịch. Những khó khăn, bỡ ngỡ và cả những giây phút yếu lòng vì nhớ con đã trở thành động lực giúp chị quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Ở đây theo dõi và chăm sóc những F0 tại nhà, khi họ cảm thấy khỏe mạnh và hoàn thành xong đợt cách ly, đó là niềm vui của chúng tôi, là động lực để giúp chúng tôi có thể làm tốt những công việc hiện tại của mình. Cùng đoàn với bác sĩ Mỹ Hạnh về trạm y tế lưu động này là điều dưỡng Trần Thị Thanh Thủy. Công tác tại Bệnh viện Từ Dũ chỉ hơn 1 năm, sau thời gian đi chống dịch, vừa trở về đơn vị nhận công tác thì biết tin cần tình nguyện viên tham gia hỗ trợ y tế cơ sở tại Củ Chi, chị lập tức viết đơn đi ngay. Có cái tinh thần yêu nghề thì mình mới có cái sự kiên nhẫn để làm trong cái việc này, đặc biệt trong cái dịch Covid này nữa. Hai nữa là cái sự dấn thân của tuổi trẻ. Cái việc mà mình đi chống dịch đây cũng là một trong những cái niềm tự hào. Cũng niềm tự hào cho nhất là cho bản thân, cho đơn vị và cũng là cho cái nghề của mình nữa. Anh chị của Bệnh viện Từ Dũ rất là năng động, rồi nhiệt tình, vừa hỗ trợ phòng chống dịch, vừa chăm sóc F0. Phụ cái chuyên môn là về chăm sóc bà mẹ, rồi như là ở đây mỗi tháng có tiêm chủng mở rộng thì anh chị cũng phụ. Đại dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh dần đầu hàng, khuất phục trước tinh thần quật cường của các chiến binh flu trắng. Trải qua bao thăng trầm, sự tận tụy, y đức của mỗi cán bộ, nhân viên y tế sẽ càng tô thắm cho tinh thần, lương y như tự mẫu của người thầy thuốc. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, thông tin về tình hình các ca F0 trên địa bàn thành phố, quy định mới đối với học sinh là F1. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết, trong đầu tuần trẻ mầm non tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh trở lại trường, 75 học sinh tiểu học và 13 trẻ mầm non trở thành F0. Dự đoán trong tuần này, số ca F0 tại trường có thể tăng, dịch bệnh sẽ diễn biến phức tạp tại cơ sở giáo dục. Bộ Y tế đã ban hành quy định cách ly mới đối với F0. Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi với Sở Y tế triển khai quyết định mới này đến cơ sở giáo dục.
Đối với lại cái việc xử lý học sinh F1 thì các phân ra hai loại là đối với các em học sinh đã tiêm đủ cái liều vaccine theo quy định thì sẽ nghỉ và theo dõi sức khỏe ở nhà là 5 ngày. Cái ngày thứ 5 mà xét nghiệm âm tính thì sẽ được đi học trực tiếp trở lại. Còn đối với lại các em học sinh mà chưa tiêm vaccine hoặc là chưa tiêm đủ liều thì là sẽ nghỉ ở nhà là 7 ngày. Sở Y tế cho biết, trong tuần sau, Bộ Y tế sẽ làm việc với các công ty sản xuất thuốc điều trị COVID-19 trong việc kê khai giá và kế hoạch đưa ra thị trường. Trong thời gian này, thì chương trình về cái thuốc, về thử nghiệm thuốc vẫn đang chạy và chúng ta vẫn phải cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Hiện nay, theo cái thống kê, cái số lượng mà chúng ta đang giữ ở tại các cái cơ sở y tế của chúng ta là trên 40.000 liều thuốc kháng virus. Và tất cả các cái cơ sở y tế đã được nhận cũng như là chúng ta đang được theo dõi để tiếp tục cấp phát cho những cái trường hợp mà F0. Liên quan đến các ca F0 tại chung cư số 8991 đường Nguyễn Du, quận 1, lãnh đạo quận cho biết ngày 18 tháng 2, trạm y tế phường Bến Nghé tiếp nhận thông tin và xác định có 6 ca F0. Đến 20 tháng 2, phường tiến hành xét nghiệm nhanh toàn bộ khu dân cư, ghi nhận thêm 17 trường hợp. Tổng cộng có 25 ca F0 thuộc 15 hộ gia đình trên tổng số 65 hộ tại chung cư, đồng thời khẳng định việc phong tỏa tạm thời chung cư Nguyễn Du trong vòng 24 giờ là theo hướng dẫn của Sở Y tế. Sẽ thực hiện xét nghiệm 5 ngày một lần theo mẫu gộp, đến khi không còn phát hiện F0 nữa. Và những người có kết quả xét nghiệm âm tính thì được đi lại, nhưng giới hạn cái việc giao tiếp và ghi nhận nơi đến và không được tham dự những sự kiện tập trung quá 10 người. Và tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân không quá hoang mang nhưng cũng không chủ quan lơ là trước tình hình dịch bệnh hiện nay tại thành phố. Cũng mong là mọi người khi mà nghe một thông tin nào đó thì cũng hết sức là bình tĩnh. Rồi chúng ta không chủ quan, là nhất là ngành y tế cũng không chủ quan, ngành y tế vẫn luôn giám sát và theo dõi và sẽ có những cái giải pháp để mà kịp thời không để mà dịch mà bùng phát. Ngành y tế cũng nhấn mạnh, trước việc phát sinh các ca nhiễm, các địa phương đã thực hiện việc kiểm soát dịch đúng theo hướng dẫn của Sở Y tế và Bộ Y tế. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh hiện nay và tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên cả nước, Bộ Y tế có công văn gửi ngành y tế các địa phương về việc cách ly y tế đối với F0 và các trường hợp tiếp xúc gần F1. Theo đó, với F1 đã tiêm đủ ít nhất 2 liều vaccine phòng COVID-19, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 3 tháng. Tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1 thì thực hiện cách ly y tế 5 ngày tại nhà, nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác. F1 này cần thực hiện xét nghiệm vào ngày cách ly thứ 5 do nhân viên y tế thực hiện hoặc người cách ly tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa. Nếu kết quả âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 5 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K. F1 chưa tiêm đủ liều hoặc chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 thì thực hiện cách ly 7 ngày tại nhà, nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác. F1 này thực hiện xét nghiệm vào ngày cách ly thứ 7. Nếu kết quả âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 3 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K. Tổng cục Du lịch đã thông tin về các phương án mở cửa lại hoạt động du lịch, đón khách quốc tế đến và đưa khách Việt Nam đi nước ngoài trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15 tháng 3 tới. Hiện ngành du lịch vẫn đang triển khai giai đoạn 2 thí điểm đón khách quốc tế theo tour trọn gói. Sau ngày 15 tháng 3 tới, hoạt động du lịch được đề xuất khách không cần tham gia tour trọn gói khi đã tiêm đủ liều vaccine mà chỉ cần có test nhanh trong vòng 24 giờ hoặc PCR trong 72 giờ âm tính. Cho đến thời điểm này, như thông tin mới nhất chúng tôi nhận được thì mới chỉ có 14 các quốc gia trên thế giới thì công nhận cái giấy chứng nhận tiêm chủng của vaccine của Việt Nam. Và nếu mà chúng ta mà vẫn bị hạn chế bởi vì cái giấy chứng nhận tiêm chủng này thì cái việc tạo điều kiện thuận lợi cho cái việc hoạt động du lịch đi ra nước ngoài hay hoạt động du lịch outbound thì nó sẽ bị hạn chế. Và nếu hoạt động du lịch đi ra outbound mà hạn chế thì nó sẽ mất cân bằng trong cái quá trình thực hiện các cái chuyến bay quốc tế. Về công tác chuẩn bị nguồn lực đón khách quốc tế, Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức các cuộc khảo sát chất lượng điểm đến, cơ sở lưu trú, sản phẩm du lịch. Từ đó tiếp tục đề xuất các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp du lịch sau một thời gian dài khó khăn vì dịch. Chúng tôi đề xuất cùng với lại các cái bộ ngành khác đề xuất cái gói hỗ trợ chung cho doanh nghiệp, trong đó một số các loại chính sách hỗ trợ đặc thù cho cái doanh nghiệp hoạt động du lịch.
Thì trước mắt là chúng tôi cũng đã đề xuất để mà làm sao kéo dài những cái chính sách đã được hỗ trợ trong năm 21 để cho hết năm 2023. Sau 4 tháng, 7 địa phương được chọn thí điểm đã đón khoảng 9.000 khách quốc tế. Sau giai đoạn thí điểm, từ ngày 15 tháng 3 tới, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chính thức cho phép tất cả các địa phương có đủ điều kiện được thực hiện thí điểm đón khách quốc tế. Ngày 21 tháng 2, đại diện ngoại giao của Ukraine và Liên minh châu Âu EU đã gặp nhau tại Brussels, Bỉ. Hai bên thông báo về một thỏa thuận thành lập lực lượng cố vấn huấn luyện quân sự. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba và đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Joseph Borrell cho biết hai bên đã đạt được một thỏa thuận về mặt nguyên tắc. Theo đó, EU sẽ triển khai sứ mệnh cố vấn huấn luyện quân sự tại Ukraine. Họ không phải là lực lượng chiến đấu. Đây là một yếu tố mới trong quan hệ hợp tác giữa Ukraine và Liên minh châu Âu. Chúng ta phải mở trang mới này trong quan hệ hai bên. Ngoại trưởng Ukraine gọi thỏa thuận là một tín hiệu chính trị mạnh mẽ về sự gia tăng hiện diện của EU ở Ukraine, về sự bắt đầu hợp tác trong lĩnh vực quân sự. Ông cũng cho biết Ukraine hoan nghênh bất kỳ nỗ lực ngoại giao nào và cho biết Kiev đề xuất tổ chức một cuộc họp với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bao gồm 5 thành viên thường trực cùng với Ukraine, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 21 tháng 2, Bộ Ngoại giao Iran đánh giá vòng đàm phán tại Viên về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã đạt được tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, cơ quan này cũng lưu ý chưa có gì được thống nhất. Vòng đàm phán diễn ra tại thủ đô nước Áo về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc thế giới. Những vấn đề còn lại trên thực tế là những vấn đề khó nhất, thiết yếu nhất và nghiêm trọng nhất cần được giải quyết. Chúng tôi vẫn đang chờ châu Âu và Mỹ đưa ra quyết định. Tuần trước, Reuters đưa tin rằng một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đang thành hình tại Viên sau nhiều tháng đàm phán gián tiếp. Dự thảo của thỏa thuận bao gồm việc Mỹ và phương Tây giải phóng hàng tỷ đô la tiền của Iran đang bị đóng băng tại nước ngoài. Đổi lại, Tehran sẽ trả tự do cho các tù nhân phương Tây bị giam giữ ở Iran. Trong khi đó, quan chức an ninh hàng đầu của Iran, Ali Shamkhani cho biết, các cuộc đàm phán với Mỹ không nằm trong chương trình nghị sự vì sẽ không tạo được bất kỳ bước đột phá nào. Tính đến hiện tại, bão Franklin đã suy yếu khi tiến vào Vương quốc Anh. Tuy nhiên, cơn bão vẫn đang tấn công nhiều khu vực nước này với gió mạnh và mưa lớn. Tại phía Bắc Ireland, nhiều khu vực bị lũ lụt nghiêm trọng và mất điện diện rộng. Có hơn 150 cảnh báo lũ lụt trên khắp miền Bắc nước Anh, với Yorkshire và Manchester bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Bão Franklin là cơn bão hình thành chỉ vài ngày sau khi bão Eunice cướp đi sinh mạng 3 người và khiến hơn 1 triệu ngôi nhà bị mất điện. Đây cũng là cơn bão mức độ lớn thứ 3 diễn ra trong một tuần qua tại châu Âu. Theo cảnh báo thời tiết ngày 21 tháng 2 của một văn phòng khí tượng tại Anh, hiện tại mức độ bão đã giảm xuống màu vàng, ít nguy hiểm hơn với gió lớn bao phủ xứ Wales, Bắc Ireland, hầu hết nước Anh và một số khu vực phía tây nam Scotland. Sâu sắc, chặt chẽ, dễ hiểu, mang tính lý luận cao, đó là cảm nhận của tác giả Bùi Hoàng Tám đăng trên báo Nhân dân số ra sáng nay khi đọc tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách thuộc thể loại nghị luận cần nghiền ngẫm, song bằng lối hành văn giản dị, cấu tứ chặt chẽ, cách nói chừng mực, mạch lạc và sâu sắc, dễ hiểu, tác phẩm đã có sức lôi cuốn đông đảo các tầng lớp bạn đọc. Với cá nhân người viết bài này, sự thuyết phục của tác phẩm còn bởi chính lối sống liêm chính của tác giả. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương về tinh thần nhân văn, nhân ái, là biểu tượng của sự giản dị, thanh liêm, không chỉ ở cá nhân đồng chí, mà còn của cả vợ con cũng như người trong gia đình. Lối sống thanh cao, giản dị và tấm lòng vì nước, vì dân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chính là một tấm gương sáng đầy sức thuyết phục. Một thông tin được các báo đăng tải bài viết phân tích vấn đề, đó là chiều qua giá xăng dầu đã được điều chỉnh mới theo hướng tất cả các mặt hàng như xăng 92, 95, dầu diesel, dầu mazut đều tăng giá. Sau khi điều chỉnh giá, có ý kiến hy vọng việc kinh doanh xăng dầu đã có chiết khấu lớn hơn, không còn tình trạng khan hiếm như những ngày qua. Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy trong những ngày qua là nguồn cung xăng dầu thiếu hay tình trạng khan hàng, bán nhỏ giọt, chủ yếu diễn ra ở các đại lý, doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Hiện Bộ Công Thương đã tiến hành tổng thanh tra các doanh nghiệp đầu mối, nhưng theo các chuyên gia, để lành mạnh hóa thị trường, cần thực hiện tổng rà soát tất cả những doanh nghiệp phân phối, mạng lưới kinh doanh xăng dầu, cũng như thực thi có hiệu quả, linh hoạt hơn, Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu vừa mới được ban hành.
Nhìn thẳng vào vấn đề khan hàng trong thời gian qua, lãnh đạo một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu quy mô lớn cho biết nguyên nhân chính vẫn là do trục trặc về điều hành giá, bỏ qua kỳ điều chỉnh tăng giá vào ngày 1 tháng 2 do rơi vào đúng mùng 1 Tết, trong khi biến động giá xăng dầu thế giới lên quá cao, cộng với biến động của thị trường trong nước khi nhà máy lọc dầu Nghi Sơn giảm công suất khiến giá bán lẻ trong nước chưa theo kịp giá thị trường. Ông cũng hy vọng các đoàn thanh tra của Bộ Công Thương sẽ làm rõ các doanh nghiệp đầu mối nhập hàng ra sao, có giảm nhập hàng trong thời gian qua hay không. Nếu không nhập hàng để xảy ra khan hiếm thì phải rút giấy phép. Một thông tin khác đáng chú ý đó là thuốc điều trị COVID-19 sản xuất trong nước đã sẵn sàng. Nếu Thủ tướng đồng ý, ba loại thuốc chứa Monopiravir sản xuất trong nước, ngoài phần điều trị COVID-19 miễn phí ở cơ sở, sẽ có bán cho các cơ sở đăng ký, kinh doanh về thuốc. Việc này nhằm để người dân khi là F0 có thể chủ động mua về điều trị tại nhà, theo đơn của bác sĩ kê. Bộ Y tế cho biết hiện một trong số ba nhà sản xuất đã có sẵn nguyên liệu, sản xuất hơn 4 triệu viên thuốc chứa hoạt chất Monopiravir. Ba nhà sản xuất thuốc cũng đã ký hợp đồng để bán thuốc ra thị trường, thông qua một hệ thống chủ nhà thuốc có mặt tại nhiều tỉnh thành. Hội sách Xuyên Việt 2022 là hội sách đầu tiên được tổ chức trong nước sau đại dịch COVID-19, diễn ra từ hôm nay 22 tháng 2 đến hết ngày 27 tháng 2 tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh, từ 8 giờ cho đến 21 giờ mỗi ngày với chủ đề Khai Xuân Mãnh Hổ, Bùng Nổ Sách Hay. Đây là nỗ lực từ ban tổ chức mong muốn kích cầu hoạt động mua bán sách và nâng cao văn hóa đọc trong công chúng trong thời bình thường mới. Thưa quý vị, những ngày gần đây, lượng khách đi xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh đã dần ổn định khi học sinh, sinh viên đi học trở lại. Ngành giao thông thành phố đã điều tiết kết nối các tuyến xe buýt tới tận trường học để thuận tiện cho việc đi lại của học sinh, sinh viên. Tuyến xe buýt số 8 từ làng Đại học Quốc gia thành phố Thủ Đức kết nối trực tiếp với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày qua đã thu hút rất đông sinh viên lựa chọn di chuyển đến trường. Đây là một trong những tuyến xe buýt được Trung tâm Quản lý Hành khách Công cộng thành phố Hồ Chí Minh mới khôi phục hoạt động trở lại, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên đến trường. Là điểm đón xe buýt là nằm trong ký túc xá của em ở đây, là quãng đường từ đây tới rất là tiện lợi. Xe buýt ở gần đây thì em cảm thấy nó rất là tiện, tại vì em đi học ra thì em có thể ra đây bắt xe buýt luôn mà không phải đi xa nữa. Sau Tết Nguyên Đán, lượng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh đã dần phục hồi và tăng trưởng rõ rệt. Trung bình tăng 12 hành khách một chuyến, tăng gấp đôi so với thời điểm cuối năm 2021. Điều này góp phần ổn định kinh tế, đời sống cho các hợp tác xã và tài xế. Bây giờ mà nghe tăng chuyến với lại nghe học sinh đi làm lại bình thường đó, đi học lại bình thường đó thì anh em tụi tôi rất là vui. Đó, rồi công việc tụi tôi cũng đỡ cái phần khó khăn đi đôi chút, cũng rất là mừng. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đã mở lại 86 trên 90 tuyến xe buýt trợ giá và 10 trên 36 tuyến không trợ giá. Từ đây đến đầu tháng 3, trung tâm sẽ tiếp tục phục hồi tất cả các tuyến, tăng chuyến và mở thêm các tuyến đến tận khuôn viên các trường đại học để phục vụ học sinh, sinh viên. Chúng tôi tập trung tăng số chuyến cho các tuyến trục, đặc biệt là các tuyến trục đi qua các khu trường học, khu đại học cũng như là khu công nghiệp, ký túc xá. Và chúng tôi cũng sẽ tổ chức theo dõi thường xuyên cái lượng người đi xe buýt này để làm sao mà có cái việc mà tăng giảm chuyến cho phù hợp. Sau một năm tạm gián đoạn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, cuộc thi vọng cổ online lần 7 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã chính thức quay trở lại. Nếu như cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ quy định rất rõ ràng về độ tuổi tham dự, đòi hỏi các thí sinh về giọng ca thiên phú cùng nền tảng kỹ thuật bài bản để thể hiện các bài vọng cổ, thì vọng cổ online là sân chơi mang đậm tính tài tử, không giới hạn đối tượng, độ tuổi của người tham gia. Tôi cảm thấy rất là mừng bởi vì cái sự hưởng ứng của những người yêu thích vọng cổ dành cho cuộc thi này vẫn còn nguyên vẹn. Và cho đến giờ phút này thì chúng ta đã nhận được khá nhiều clip để chuẩn bị bắt đầu khởi động cho cuộc thi. Trong tuần đầu tiên, ban tổ chức đã nhận được gần 20 clip của các thí sinh gửi về cho cuộc thi. Ban tổ chức sẽ tiếp tục nhận clip dự thi từ 7 giờ sáng thứ ba đến 12 giờ trưa thứ sáu hàng tuần, liên tục trong 4 tuần. Bản thân mình tin là con nhà nòi nhưng mà tin rất là canh cánh. Là tại vì khi mà sau những thế hệ này rồi, cải lương sẽ có những bước tiếp nối nữa hay là không? Chúng tôi sẽ cố gắng để tạo ra những cái chương trình đặc biệt như là vọng cổ online để mà tìm ra được những nhân tố bí ẩn, những nhân tố đặc biệt
giúp cho nền sân khấu của nước nhà ngày càng thành đạt. 4 thí sinh có clip đạt điểm cao nhất từ giám khảo chuyên môn và lượt view YouTube của 4 tuần sẽ tham gia biểu diễn trong đêm gala để chọn ra giải thưởng cao nhất. Ban tổ chức đã có thêm hình thức nhận bài mới là thông qua kênh Zalo của chương trình. Cuộc thi Vọng Cổ Online là một cuộc thi định kỳ hàng năm kéo dài 3-4 tháng. Tuy nhiên, nếu mà nhận được sự ủng hộ đông đảo của các bạn yêu thích cải lương cũng như là sự đồng hành của các cái đơn vị tài trợ, ban tổ chức hy vọng có thể tổ chức thành một cái sự kiện định kỳ hàng tháng. Đêm gala dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3 năm 2022 với tổng giá trị được trao là gần 50 triệu đồng. Ngoài ra, thí sinh xuất sắc còn có cơ hội giao lưu song ca cùng các chuông vàng, chuông bạc qua các mùa trong đêm gala. Ra đời từ năm 2015, cuộc thi Vọng Cổ Online không chỉ là sân chơi dành cho người yêu cổ nhạc thông qua các hạ tầng mạng xã hội. Đây còn là nơi để những giọng ca tiềm năng được các nghệ sĩ uy tín trong làng sân khấu huấn luyện, rèn giũa để có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại, theo chỉ đạo tại công văn số 90 và chủ động ứng phó với mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá. Các tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp an toàn cho người, cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là đối với vùng núi cao có khả năng nhiệt độ xuống thấp, thông báo hướng dẫn cho khách du lịch ở khu vực vùng núi để đảm bảo an toàn. Các địa phương nêu trên thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Để ứng phó với rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, các chuyên gia y tế khuyến cáo nhiệt độ xuống thấp sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Người dân cần biết cách giữ ấm và phòng chống rét cho bản thân và gia đình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau, cũng trong khung giờ từ 6 giờ cho đến 6 giờ 30 phút trên kênh HTV9. Xin kính chào tạm biệt.